cả nhà mình đang có trong cái tình trạng mà da mình nó đang gặp cái một cái vấn đề gì đó, nhất là nám nè, tàn nhang, bề mồi, gỗ, sẹo, hay là tất cả các vấn đề về da mà mình chưa được cải thiện á, mà hoặc là mình đi điều trị mà chưa có kết quả á, thì chị em mình nán lại xem cái buổi live này nha. Thì bên em sẽ giới thiệu cho tất cả chị em mình một cái dòng sản phẩm mà gọi là thảo dược. Đây là cái bộ sản phẩm điều trị da cho mình nha. Đây là cái bộ sản phẩm hoàn toàn từ thảo dược 100%, có công dụng điều trị tất cả các vấn đề về da, không chỉ được làm đẹp mà cũng có thể điều trị được tất cả các vết thương, vết côn trùng cắn. Thì hiện tại đang trong cái mùa dịch như thế này, và chị em mình có những chị em đang ở nhà mà đang thất nghiệp đó, mình cũng có thể tranh thủ cái thời gian này mình làm đẹp cho bản thân, và có thể là chia sẻ đến tất cả các mẹ bỉm sữa và tất cả các bạn để có thể kiếm thêm một cái thu nhập trong cái thời gian này. Thứ nhất là em sẽ chia sẻ về cái biện pháp mà mình để điều trị cho da cho mình tại nhà, và có thể là kinh doanh kiếm thêm một cái thu nhập nho nhỏ để thứ nhất là trang trải những cuộc sống, và nói chung là kiếm thêm một cái thu nhập ít. Thì hiện tại á, tất cả chị em mình bây giờ đã, cái thời tiết với lại theo cái công việc, và thứ hai là do cái nội tiết tố của tất cả chị em mình, thì da của chị em mình hay có xuất hiện những cái nám, tàn nhang và mụn. Thì nám thì thường xảy ra cái tình trạng là do nám thôi, do cái công việc nè, cái áp lực, và cái thứ nhất là nội tiết tố và cái môi trường làm việc của mình. Em chào Trần Thị Thúy nè. Thì nám thì thường nó xảy ra không có bất kể, nói chung là không có kể là tuổi tác. Ví dụ như nám đinh nó thường xuất hiện độ tuổi từ 35 trở lên, thì thường hay là nám đó, nám chân sâu. Thì đối với cái độ tuổi như vậy là do thứ nhất là cái hormone của mình nó bị rối loạn hormone, và cái nội tiết tố mình bị giảm dần đi. Và thường là có những cái để thay thế những cái thuốc lân kim hay laser hay những cái công nghệ bằng máy móc. Thì cái sản phẩm của bên em thứ nhất là hoàn toàn từ thảo dược, thì tất cả chị em mình yên tâm sử dụng. Thì cái loại sản phẩm với giá thì nói chung với thị thành thì rất là rẻ so với mình có thể đi điều trị đến cái trung tâm làm đẹp. Thì cái giá thị thành thì nó có giá là có 270.000 đó. Thì bên em có hai dòng, một dòng thì bông nấm rổ là giá 550.000, và một cái dòng này là dòng chấm tàn nhang. Nhưng mà nói chung là tất hai lọ đều sử dụng được tất cả các vấn đề về da nha, không phải hoàn toàn riêng một cái dòng này hoặc là cái dòng bông nấm rổ 550. Thì đối với da của mình đã gặp cái vấn đề mà nó nặng, thứ nhất là nám đinh, nám mảng, thì mình cần nên bóc tách, thay thế những cái bước lăn kim, thay thế những cái công nghệ mà mình dùng máy móc. Hay gì á, mấy chị em không có thời gian mình đến những cái trung tâm làm đẹp, hoặc những chị em mẹ bỉm sữa, và cái chi phí của mình cũng tiết kiệm hơn. Thì bên em, cái sản phẩm bên em có thể là tất cả chị em mình đặt hàng, thì mình cũng có thể điều trị tại nhà bằng cái phương pháp rất là đơn giản thôi. Em chào chị Ngọt Ngọt nè, em cảm ơn nha, cảm ơn tình yêu nha. Thì và cái khi mình đặt hàng bên cái người điều trị chuyên thích, nói chung là chuyên viên điều trị cho mình, thì người ta sẽ nhìn nhận được cái tình trạng da của mình, tình trạng da của mình ở cái mức độ như thế nào, để họ có thể là đưa lên cái phác đồ hay là một cái điều trị gì đó cho mình nhanh hơn. Để không mình cứ bảo là mình hỏi giá bên đây, mình hỏi combo bên đây, hỏi combo bên kia, rồi mình tự sử dụng, mình tự làm cho bản thân, thì cái đó mấy chị sẽ không đạt được cái hiệu quả cao. Lúc đó mấy chị trở ngược lại, mấy chị bảo sao sản phẩm bên em không có hiệu quả. Mình xem lại cái cách mình điều trị và cái phác đồ, cái liệu trình mình đã sử dụng đúng chưa, đúng như người đã hướng dẫn và điều trị cho mình hay chưa. Thì cái sản phẩm của bên em không chỉ điều trị da được, mà có thể điều trị được làm đẹp, mà có thể điều trị được tất cả các vấn đề như
bảo vết côn trùng cắn thì nó quá tuyệt vời. Nếu mà nói về thuốc rượu thì mấy chị sẽ không chữa được cái vết bỏng. Đó là cái điều thứ nhất mấy chị nên lưu ý. Mấy chị cứ hỏi em tại sao mà cái sản phẩm này có phải là thuốc rượu hay không, khi mà mở ra nó có lại có một cái nồng độ, thì em sẽ giải đáp thắc mắc cho tất cả chị em mình. Cái sản phẩm bên em thì nó có cái thành phần ở trên bao bì đóng rất là rõ rệt và có giấy tờ kiểm nghiệm trước khi mà nhà sản xuất đưa ra một cái sản phẩm đó, thì họ luôn luôn lúc nào phải có giấy kiểm nghiệm và cái bộ y tế chuẩn đàng hoàng thì họ mới được sản xuất ra cái sản phẩm vậy, để cho khách hàng sử dụng lên da để điều trị, chứ không phải là những cái sản phẩm vớ vẩn mà được. Nếu mà sản phẩm vớ vẩn thì sẽ không được tất cả các bộ, thứ nhất là những cái nhà thuốc tây hoặc là bác sĩ mà để dùng những cái sản phẩm này nha. Và cái thành phần ở trong khi mấy chị mở ra, mấy chị nghe cái mùi thì thuốc đông y nào hoặc là những cái thành phần ở trong đây, nó có những cái thành phần cam thảo, thảo dược và tất cả các như là nghệ, mật ong, thì đều cái mùi mấy chị cảm nhận nó đều giống nhau. Nhưng mà cái cơ chế trong thuốc người ta bào chế như thế nào nó sẽ có điều khác nhau, nó không giống nhau được. Nếu mà giống nhau thì sản phẩm này nó không điều trị được hết tất cả vấn đề về da giống như cái sản phẩm khác. Em không nói gì cái sản phẩm đông y bao gồm hết, nhưng mà em chỉ nói là cái ưu điểm và cái sự giống nhau nhầm lẫn của khách hàng giữa sản phẩm này và sản phẩm thuốc đông y của bên dòng của cái tất cả các sản phẩm khác. Thì nếu mà nói về gọi là thuốc đông y thì nó cái mùi nó na ná với nhau, giống nhau, nhưng mà khi họ kết hợp để bào chế nên một cái sản phẩm thì cái khi người ta ủ và người ta có thể là bào chế ra thì nó cái nồng độ nó sẽ giống nhau. Thì tại sao mà khi sức lên nó có cái nồng độ và cái cảm để cho bong cái lớp sừng, lớp da, cái tế bào chết của mình, là trong cái thành phần của thảo dược bên em á, là nó có cái thành phần linh chi. Cái thành phần linh chi thì nếu chị em nào mà mình chưa hiểu nắm bắt gì cái thành phần linh chi để làm gì thì mấy chị lên Google search cho em. Cái sản phẩm này có thành phần linh chi để làm gì, mà tại sao chị này nói như vậy, thì mấy chị phải nắm rõ khi mấy chị dùng sản phẩm hoặc mấy chị muốn điều trị cho bản thân mình cũng phải tìm hiểu rõ nguồn gốc và thành phần trong cái sản phẩm đó. Tại sao mà nó gây da, bong da để làm gì? Tại vì cái chu kỳ của da hoặc thay đổi thì mấy chị đã bị cái tình trạng da xấu rồi, mấy chị cần loại bỏ những cái lớp tế bào xấu xí đó đi. Đó. Thì cái sản phẩm bên em có thành phần linh chi để làm gì? Xạ. Cái thành phần linh chi đó có thể là xạ trị nè, có thể là kháng khuẩn, kháng viêm những cái vết thương, vết côn trùng, vết lở lét, nói chung là nó sẽ làm lành vết thương cho mình. Và nó khi mà mấy chị sức lên, nói chung là nó trong thành phần linh chi nó có một phần axit oxy hóa để chống những cái, nói chung là những cái gọi là viêm nhiễm đó. Thì khi tất cả chị em mình bôi lên một thời gian, nó sẽ bong tách những cái tế bào mà cái tế bào chết đi, thì làm cái da của mình nó có cảm giác như là bị bong tróc. Thì mấy chị hỏi bảo sao là nó giống thuốc rượu, nhưng mà không phải là thuốc rượu nha. Chị đọc cái thành phần với em là nồng độ không quá nè. Chị có xem cái thành phần dưới đây không? Nè, thành phần nồng độ không đến 2% nha. Thì nhưng mà nói đến thuốc rượu thì trong cái thành phần đông y thuốc rượu thì nó cũng có thể cũng có thành phần cũng là tốt, chứ không phải là xấu nha mấy chị. Tại vì còn có thể là mấy chị mà hay bảo là mình cái vết thương mình bị chảy xước, mấy chị có thể lấy còn đó, người ta bán ở tiệm thuốc tây á, để sát khuẩn vết thương đó. Thì mấy chị cũng đừng có quá hoang mang mà bảo là sao dùng thuốc rượu mà tha lên da mà nó ảnh hưởng nha. Thì mấy chị cũng đừng có quá hoang mang về cái việc đó. Và thì khi mấy chị điều trị cái sản phẩm bên em thì mấy chị cứ yên tâm, bên em sẽ cam kết cho tất cả chị em mình, nếu dùng sản phẩm bên em đúng phác đồ, đúng theo liệu trình mà không có cải thiện thì bên em sẽ hoàn tiền cho tất cả chị em mình. Cam thường cho em và rõ những cái nơi tình trạng da của mình đang gặp cái vấn đề để mình điều trị đó. Thì khi bên em sẽ tư vấn rất là kỹ càng cho khách hàng. Đầu tiên luôn luôn lúc nào bên em cũng sẽ hỏi khách hàng: chị đã từng đi điều trị da hay chưa? Thì đương nhiên là bên em, tất cả các bên em bán hàng thì đã có kinh nghiệm để điều trị cho tất cả chị em mình, chứ không phải là khi bán được hàng chứ không phải không biết cách đi điều trị đó cho chị em mình. Và thì lúc đó thì bên em sẽ
nhìn nhận cái tình trạng da của mình đang là ở cái mức độ nào, thì bên em sẽ hướng dẫn cho tất cả chị mình điều trị từ 1 đến 2 liệu trình hay là bao nhiêu liệu trình, và cái kết quả mình mang đến là bao nhiêu, và cái hướng dẫn rất kỹ càng cho chị em mình để về nhà sử dụng cái sản phẩm để đạt tối ưu hơn và được kết quả cao hơn. Chứ không phải là mình nhìn thấy người này dùng cái sản phẩm giống của bên em thì chạy đi mua, rồi về dùng không biết cách sử dụng như thế nào. Mỗi một làn da nó có một cái tình trạng khác nhau. Nám thì nó cũng có nhiều loại nám. Nám nó có 3 loại nám: nám mảng, nám đinh, nám tổng hợp. Tàn nhang cũng vậy, tàn nhang chân đinh, tàn nhang trên bề mặt da đó. Tàn nhang lâu năm, nhiều người, nhiều em gái xuất hiện tàn nhang từ ở trong lúc mà mới đẻ ra 7-8 tuổi là bắt đầu đã xuất hiện tàn nhang cho đến 20 mấy tuổi rồi. Đó là những cái tàn nhang, đó là tàn nhang trong máu, là nội tiết tố của mình nó đã không ổn định, là nó đã xuất hiện ra trên cái vùng da của mình rồi. Thì cái đó điều trị cũng thứ nhất là nó cải thiện, nhưng mà độ cải thiện bao nhiêu phần trăm đó, mấy chị em mình lưu ý cho em khi dùng sản phẩm mình nên cân nhắc. Cân nhắc là gì? Không phải thấy người này cũng bị tàn nhang, người này cũng bị nám, người này điều trị quá ok mà sao tới em dùng không có hiệu quả. Là mình nên cân nhắc trước khi mình mua sản phẩm, là mình phải chụp hình da chị ơi, da em cải thiện được bao nhiêu phần trăm và mình phải dùng bao nhiêu liệu trình, mình phải dùng đủ phác đồ. Mấy chị đi thẩm mỹ viện hoặc xì ba như vậy, mấy chị cũng phải cần đủ liệu trình thì da mình mới có cải thiện. Chứ mới dùng có 5-7 ngày sau bảo trời ơi sao mà cái sản phẩm này em dùng đâu nửa tháng nay, một tháng nay mà da em nó không có hiện tượng gì hết. Còn người thì dùng vô 5-7 ngày, trời ơi da em nó nổi tùm lum hết trơn rồi. Cái sản phẩm này bảo quảng cáo là như vậy. Hiệu quả hay không là do chính bản thân mấy chị phải kiên nhẫn sử dụng. Và nó đào trong cái thời gian đào thải thì mấy chị sợ sệt, thì mấy chị nên inbox lại cho cái người bán hàng hoặc người điều trị cho mình, để người ta có cái kỹ thuật và cái kinh nghiệm để hướng dẫn cho mình sử dụng tiếp theo. Chứ không phải khi tới cái giai đoạn đào thải bắt đầu dục ngang chai thuốc bóc phốt lên, ừ sản phẩm này sao nó không có hiệu quả, tại sao người khác người ta dùng có hiệu quả mà mình dùng không có hiệu quả, thì mình xem lại cái cách mình sử dụng có đúng chưa. Có hai lọ nhưng mà em bên em điều trị sẽ nhìn nhận tình trạng da và cái cách điều trị nó cũng khác nhau. Chứ em không có hướng dẫn cái cách mình lên đây mình điều trị như thế nào, nhưng mà em sẽ nói cho chị là điều trị tại nhà rất là đơn giản, chỉ cần bông tăm và tăm tre thôi. Nhưng mà điều trị như thế nào thì chị em nào quan tâm tới cái dòng sản phẩm này hoặc là cái cách điều trị của bên em thì mấy chị cứ inbox qua tin nhắn riêng cho em. Và khi mấy chị điều trị thì mấy chị lưu ý cho em chụp hình gõ, thật là gõ và gửi qua cho em, và sẽ theo sự hướng dẫn của em cho đến cuối liệu trình đó. Thì nếu mà tình trạng mình đã nhiều rồi thì mình nên làm từ 1 đến 2 liệu trình trở lên, thì một liệu trình bên em sẽ cam kết cho da mình cải thiện nha. Thì mấy chị mua cái sản phẩm này điều trị không chỉ được một cái tình trạng da đâu, mình rất là lợi. Thứ nhất là điều trị được cả nè, mình mua ví dụ như da mình hiện tại là da mình nó không được trắng, da không được đều màu, và cái thứ hai da mình nám, lỗ chân lông to hay da nhờn, thì chỉ gọn trong một cái bộ sản phẩm mà mình điều trị được, mua một mà được lợi tới 3-4. Mấy chị đi điều trị nếu mà là phác đồ thì bắt những cái chỗ trung tâm làm đẹp người ta chỉ điều trị cho chị em mình chỉ một thôi. Ví dụ mấy chị điều trị rỗ đi hay nám đi thì người ta chỉ sẽ điều trị cho mình rỗ và nám thôi. Còn cái sản phẩm bên em rất là tiết kiệm được chi phí nè, mấy chị có thể điều trị được 3-4 là vừa xe thích lỗ chân lông nè, vừa hết nám nè, vừa trắng da nè đó. Thì mấy chị có phải quá tiện không? Mà sản phẩm đã gọi điều trị thì mình nên kiên trì sử dụng và kiên trì hợp tác với người mua, người bán hàng cho mình, thì người mua sẽ được hiệu quả cao hơn. Chứ mấy chị đem về, mấy chị thấy người ta sử dụng, mấy chị đem về nhà, mấy chị chứ chấm tè le, em có thấy khách rồi đem về nhà chấm tè le hết trơn xong bảo chị ơi sao mà da em nói thâm tùm lum hết, là do cái cách của mình nó chấm chưa có đúng hoặc là mình quét chưa có đúng nha. Thì nói chung nó cũng không có phải là khó quá, nhưng mà mình chịu nhín cái thời gian xíu, mình điện cho cái người hướng dẫn cho mình nó kỹ một chút
và 2 ngày 3 ngày mình có thể là chụp hình da gửi qua bên em, và bên em sẽ thăm cái làn da cho mình. Nhiều khi da của mình nó đỏ quá hay thì bên em sẽ hướng dẫn cho mấy chị giảm, hay là bằng cái phương pháp nào đó cho giảm đỏ giảm sưng. Thì tình trạng giảm đỏ giảm sưng đó là lý do tại sao, là do tất cả da của chị em mình á hiện tại gặp cái tình trạng quá nặng, hoặc là da của mình đã lạm dụng những cái mỹ phẩm chứa thành phần corticoid, hoặc da của mình quá nhiều nhờn hoặc là dầu, hoặc là da của mình nó đã mất nước hoặc như thế nào đó, thì da của mình nó cải thiện sẽ chậm hơn những cái da khác. Thì nhưng mà mình sẽ inbox lại cho người điều trị cho mình để họ có một cái phương pháp gì đó, một cái phương pháp, một cái điều trị để hợp lý để cho mình tiếp tục sử dụng, để không mình đang cái trong cái tình trạng giống như là da mình đang bị đỏ hoặc là đang gác hay là ngứa như cái tình trạng gì đó, thì bắt đầu mình sợ quá mình ngưng mình dùng mỹ phẩm khác vào thì da của mình nó sẽ gặp vấn đề còn nặng hơn. Nên mình xác định, mình đã xác định mua sản phẩm để điều trị thì đầu tiên mình tìm hiểu nguồn gốc, thứ hai là sản phẩm đó phải hiệu quả hoặc là như thế nào, thì mình phải lúc đó rồi mình phải tin tưởng cái sản phẩm, tin tưởng người điều trị cho mình, chứ không phải là gì nữa chừng rồi mình muốn sử dụng như thế nào thì sử dụng nha. Thì cái sản phẩm điều trị nó không như kem mà mình xuất lên là thứ nhất là nó đẹp liền, nó là chị ảo ngoài da. Và khi mình điều trị xong á thì mình cần phải hợp tác là như thế nào, khi mình kết thúc một liệu trình thì mấy chị cần nên chăm sóc da mình, chăm sóc da bằng cách nào. Không phải là bên em điều trị cho mấy chị đẹp rồi mấy chị về nhà mấy chị cứ thả ra đi nắng, hay là mấy chị cứ vô tư không chăm sóc nữa thì da của mấy chị sẽ, nói chung là nó sẽ sạm, nó sẽ xấu lại, thì đó là điều của mấy chị nên phải kết hợp với chăm sóc nữa. Thì bên em cũng có những cái dòng dưỡng để dành cho khách hàng mụn có, và những cái khách hàng mà bị tình trạng mà da mà bị nám rồi thì mình cần nên cái bảo vệ dưới cái tia ánh nắng là bằng cái sản phẩm nào, thì mấy chị cứ inbox riêng cho, và những cái like tới em sẽ chia sẻ cho tất cả chị em mình. Thì cái like này thì em chỉ chia sẻ cho tất cả chị em mình biết đến cái dòng sản phẩm thảo dược, mà tại sao mà cái thành phần nhiều chị em mình thắc mắc là có cái nồng độ giống như là thuốc rượu, và thành phần như thế nào mà để bong chóc được cái da, cái làn da của mình. Thì làn da của mình tất cả chị em mà khi đến tuổi lão hóa thì cái lớp sừng ở trên này nó bị xù xì, nó mình không có thường đi chăm sóc, nhưng không có tẩy tế bào chết thì nó làm những cái vớ vẩy sừng đó nó bị khô cằn đi, thì nó trở thành một cái nám. Thì mình cần phải điều trị bằng cách nào, mình phải loại bỏ thì mới sản sinh được thường da của mình, cái cơ chế da mình á, thì mình loại bỏ cái tế bào chết thì nó mới sản sinh được một cái tế bào mới. Chứ bây giờ mà mấy chị giống như một cái cây, mấy chị không ngắt được cái đọt đó thì mấy chị nghĩ sao, nó càng ra thì nó càng già lên, chứ nó đâu có phải là càng ra nó càng non đâu, nó càng ra thì nó càng già, thì mấy chị ngắt cái đầu của cái nhánh gao đó thì bắt đầu nó sẽ mọc cái mầm mới lên. Thì cũng da mấy chị cũng như vậy, mấy chị không chăm sóc, mấy chị không có đẩy tế bào chết, hay mấy chị đi thường là nói chung là chăm sóc da thì nó, da của mình nó sẽ khô cằn, nó thiếu nước, và nó cần phải mình loại bỏ cái tế bào chết nó đi. Tái tái tạo nó có nhiều cái vỏ cuộc ở trong, mà cái loại thuốc màu này loại thuốc màu kia thì tại vì hiện tại là nhập, bên em nhập về đợt này đợt trước đợt sau nó có những cái dòng chai á, nhưng mà cái vỏ chai thì nó đều giống như vậy. Và có cái logo màu vàng này là cái logo công ty niêm yết nha tất cả chị em mình, hồi trước thì logo màu đỏ thì bây giờ là logo màu vàng, chị em mình nên lưu ý giùm em nha.